tất cả các em. Rất vui được gặp lại các em trong video bài giảng tiếp theo của cô. Các em thân mến, ở cuối của bài học trước, cô đã hệ thống lại toàn bộ kiến thức của bài. Bây giờ, trước khi vào bài mới, chúng ta hãy cùng làm một bài tập để kiểm tra kiến thức của buổi trước nhé. Xin mời các em hãy mở tài liệu của các em ra, rồi các em hãy làm bài tập kiểm tra nhé. Vì đây là bài tập kiểm tra kiến thức của buổi trước, nên cô sẽ không có phần giải thích đáp án. Do đó, sau khi làm xong, các em hãy kiểm tra đáp án ở cuối của tài liệu nhé. Nếu các em vẫn còn chỗ nào chưa rõ thì các em hãy xem lại phần ôn tập của bài trước hoặc để lại câu hỏi phần thảo luận để được giải đáp. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Xin mời các em hãy đến với dạng bài tập pronunciation. Ở dạng bài tập này sẽ có 4 câu, trong đó có 2 câu trọng âm và 2 câu phát âm. Ở 2 câu trọng âm, các em được yêu cầu tìm từ có vị trí trọng âm được nhấn ở vị trí khác so với các từ còn lại. Để làm được dạng bài tập này, các em phải nắm vững một số quy tắc trọng âm trong tiếng Anh. Vậy có bao nhiêu quy tắc trọng âm thì qua từng bài học cô sẽ cung cấp cho các em nhé. Ngoài 2 câu trọng âm thì chúng ta sẽ còn 2 câu phát âm. Ở dạng bài tập phát âm, chúng ta sẽ được yêu cầu tìm từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. Để làm được dạng bài tập này, các em phải đọc ít nhất 3 trong 4 từ, sau đó lưu ý xem phần gạch chân của mỗi từ được phát âm là gì. Từ đó tìm ra đáp án đúng. Nào, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu làm nhé. Xin mời các em hãy đến với dạng bài tập đầu tiên của buổi học hôm nay. Ở câu thứ nhất và câu số 2 là tìm từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. Câu số 1, ý A đọc là y điểm, phần gạch chân được phát âm là y. Ý B đọc là yêu này, phần gạch chân được phát âm là ai. Ý C đọc là identify, phần gạch chân được phát âm là ai. Do đó câu số 1 đáp án sẽ là ý A. Câu số 2, ý A đọc là certain, phần gạch chân được phát âm là a. Ý B đọc là equal, phần gạch chân được phát âm là y. Ý C đọc là record, phần gạch chân được phát âm là y. Do đó câu 2 đáp án là ý A. Câu số 3 và câu số 4 là tìm từ có vị trí trọng âm được nhấn ở vị trí khác so với các từ còn lại. Câu số 3, ý A đọc là delicate, đuôi ATE làm trọng âm dịch chuyển 3 âm tính từ đuôi lên, do đó delicate trọng âm sẽ rơi vào âm đầu tiên. Ý B có đuôi son, đuôi son làm trọng âm rơi vào trước son, vậy promotion sẽ rơi vào âm thứ 2. Ý C có đuôi IC, IC làm trọng âm rơi vào trước IC, vậy mechanic sẽ rơi vào can âm thứ 2. Do đó câu 3 đáp án là ý A. Câu số 4, ý A có đuôi IBLE, đuôi IBLE làm trọng âm rơi vào trước âm đấy, do đó possible trọng âm sẽ rơi vào âm đầu tiên. Ý B có đuôi I dài, đuôi I dài làm cho trọng âm dịch chuyển 3 âm tính đuôi lên, ý verse trọng âm sẽ rơi vào ver âm thứ 3. Ý C có đuôi ARI, đuôi ARI làm trọng âm dịch chuyển 4 âm, vậy secondary trọng âm sẽ rơi vào âm đầu tiên. Do đó câu 4 đáp án sẽ là ý B. Xin mời các em đến với dạng bài tập tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa. Ở dạng bài tập này sẽ có 2 câu là tìm từ đồng nghĩa và 2 câu là tìm từ trái nghĩa. Có 2 cách để làm dạng bài tập này. Cách thứ nhất là nếu như các em đã biết nghĩa của từ gạch chân hoặc in đậm thì các em chỉ việc căn cứ vào nghĩa của 4 đáp án là tìm được đáp án phù hợp. Tuy nhiên, trong trường hợp các em không biết nghĩa của từ đó thì các em có thể dùng ngữ cảnh của câu để đoán nghĩa, sau đó xét đến nghĩa của 4 đáp án để chọn được đáp án đúng. Nào, chúng ta hãy thử sức nhé! Xin mời các em hãy đến với bài tập số 2. Ở câu số 1 và câu số 2 là tìm từ đồng nghĩa. Câu số 1, thành phần mà em phải tìm từ đồng nghĩa đó là từ come up. Come up nghĩa là gì? Xin mời các em hãy đoán nó qua ngữ cảnh của câu nhé! Whenever problem come up, we discuss them frankly and find solution quickly. Câu số 1 dịch như sau: bất cứ khi nào có vấn đề gì đó thì chúng tôi đã thảo luận nó một cách thẳng thắn và tìm ra hướng giải quyết một cách nhanh chóng. Ta có ý A từ happen nghĩa là xảy ra, ý B từ encounter nghĩa là chạm trán đương đầu, ý C từ arrive nghĩa là đến và ý D từ clean nghĩa là dọn dẹp. Vậy thì câu số 1 sẽ phải dịch là bất cứ khi nào có vấn đề gì đó xảy ra thì chúng tôi sẽ thảo luận nó một cách thẳng thắn và tìm ra hướng giải quyết một cách nhanh chóng. Do đó câu số 1 đáp án sẽ là ý A. Câu số 2, in the end, her neighbor decided to speak his mind. Câu số 2 dịch là cuối cùng thì bà hàng xóm của cô ấy đã quyết định speak his mind. Ông hàng xóm, sau đó ông hàng xóm nhà cô ấy đã quyết định speak his mind. Speak nghĩa nói, mind nghĩa là trong đầu óc. Vậy nói những cái gì mà trong đầu của ông ấy nghĩ ra, nghĩa là nói chính xác những gì mà ông ấy nghĩ. Do đó câu số 2 đáp án sẽ là ý A.
Câu số 3 và câu số 4 là tìm từ trái nghĩa. Câu số 3: He had never experienced a discussion towards the president as it occurred at the annual meeting in May. Câu số 3 dịch như sau: Anh ấy chưa bao giờ trải qua một cái gì đó đối với ngài chủ tịch như nó xảy ra vào cái cuộc họp hàng năm vào tháng 5 năm vừa rồi. Vậy thì câu số 3 từ discussed nghĩa là gì? Anh ấy chưa bao giờ có cái trải nghiệm như vậy, trải qua một cái việc như vậy. Vậy thì discussed sẽ là nghĩa là tích cực hay tiêu cực? Chúng ta cùng đoán nhé. Ý A từ polite nghĩa là lịch sự. Ý B từ rulet nghĩa là thô lỗ. Ý C từ measurement nghĩa là sự đo đạc. Vế D từ encouragement nghĩa là sự khích lệ. Vậy thì đáp án của em sẽ có thể là ý nào? Vậy nếu em vẫn không chắc được đáp án là ý nào, các em có thể căn cứ bằng từ discourse. Từ discourse thì có từ courtesy. Từ đấy là gốc từ nghĩa là lịch sự. Vậy nếu khi nó thêm từ tố dis vào thì nó sẽ thành nghĩa là bất lịch sự, thô lỗ. Tuy nhiên, với bài tập là tìm từ trái nghĩa, vậy thì trái nghĩa với từ discourse thì sẽ phải từ polite. Câu số 4: We offer a speedy and secure service of transferring money in less than 24 hours. Câu số 4 dịch là chúng tôi đã cung cấp một dịch vụ vừa nhanh lại vừa làm sao để chuyển tiền trong một thời gian là ít hơn 24 giờ. Vậy thì chắc chắn là từ secure sẽ phải là nhanh và an toàn. Vậy ngược với từ an toàn sẽ phải từ unsure, không an toàn, không chắc chắn mấy. Nên đáp án của câu số 4 sẽ là ý B. Xin mời các em đến với dạng bài tập Error Correction. Ở dạng bài tập này sẽ gồm có 3 câu và trong mỗi câu sẽ có 4 phần gạch chân. Ở một trong 4 phần gạch chân đó sẽ có một chỗ sai. Nhiệm vụ của các em là phải tìm ra nỗi sai đó bằng cách chọn một trong 4 đáp án A, B, C hoặc D. Dạng bài tập này chủ yếu kiểm tra các bạn về kiến thức ngữ pháp. Do đó, để làm được dạng bài tập này, các em nên nhìn qua 4 phần gạch chân đó để xác định xem phần nào không ổn. Sau đó, các em mới xét đến các phần khác của câu để tìm ra đáp án thích hợp nhất. Các em hãy xem lại cách làm qua các phần chữ bài của cô nhé. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Xin mời các em hãy đến với bài tập số 3. Ở câu số 1, Americans have begun learning towards the idea that marriage is more an option that than a milestone on the path to adulthood. Câu số 1, các em hãy chú ý luôn ở phần đầu tiên. American have begin. Ta có cấu trúc nếu sau have sẽ phải cộng với một verb P2 để tạo thành thì hiện tại hoàn thành. Do đó câu số 1 ý A sai, phải đổi thành have begun. Câu số 2, our brain are incredibly agile machines and it's hard to think of anything they do more efficient than Greek life fits. Câu số 2, xin mời các em hãy chú ý bằng cụm từ, bằng cái thành phần gần cuối câu. They do more efficient than Greek life is. Ta có từ do là động từ, vậy ta có sau động từ là một trạng từ. Do đó ý C sai, phải sửa efficient thành efficiently. Câu số 3, measures are an infectious disease that causes fever and small respiratory. Câu số 3, ta có từ measure nghĩa là bệnh sởi. Nó chỉ là một loại bệnh, mặc dù có tận cùng là S, nhưng nó vẫn là danh từ số ít. Do đó câu số 3, ý B sai, đổi A thành Y. Các em thân mến, trong tiếng Anh có những danh từ có hình thức số nhiều nhưng lại mang ý nghĩa số ít. Các em có biết những danh từ đó không? Bây giờ các em hãy cùng theo dõi nhé. Những từ đầu tiên đó là từ news, nghĩa là bản tin. Từ mumps, bệnh quai bị. Từ measles, bệnh sởi. Từ rickets, bệnh còi xương. Từ shingles, bệnh rona. Từ bilious, môn bia. Từ dust, môn ném phi tiêu. Từ drops, môn cờ vua. Từ balls, môn ném bóng gỗ. Từ domino, The United States, hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Và goods, nghĩa là hàng hóa. Xin mời các em đến với dạng bài tập Choose the best answer. Ở dạng bài tập này sẽ có tổng cộng là 14 câu, trong đó có 2 câu là tình huống giao tiếp, 12 câu còn lại là kiểm tra các em về kiến thức từ vựng và ngữ pháp. Cách làm bài dạng bài tập này là các em phải đọc trước đáp án để xác định xem người ta muốn kiểm tra các em về phần gì. Không phải câu nào cũng cần phải dịch nghĩa của câu. Tuy nhiên, có những câu các em có thể chỉ cần đọc lướt qua câu hỏi, gạch dưới từ khóa là có thể tìm được câu trả lời rồi. Nói chung, cách làm dạng bài tập này là linh hoạt và tùy vào từng trường hợp cụ thể. Xin mời các em hãy đến với bài tập số 4. Ở câu số 1, a few animals sometimes pull their enemies by the doors to be dead. Câu số 1, ta có cấu trúc
pull somebody by doing something, đánh lạc hướng ai bằng cách làm gì. Do đó câu số 1 đáp án sẽ là ý D. Câu số 1 sẽ dịch như sau: có một số con động vật thi thoảng đã đánh lạc hướng kẻ thù của chúng bằng cách giả vờ chết. Câu số 2: when a fire broke out in Rouen, at least 20 Dodos painting were destroyed including two by Picasso. Câu số 2, em sẽ nhìn thấy từ painting nghĩa là bức tranh. Tuy nhiên câu số 2 khó ở chỗ là 4 đáp án của em đều là tính từ. Vậy thì các em hãy xem xét nghĩa của từng tính từ một nhé. Ý A từ word, từ đấy nghĩa là không có giá trị. Ý B từ bright, từ đấy nghĩa là vô giá. Ý C từ venues, nghĩa là không đáng giá. Vậy thì từ worthy nghĩa là đáng làm. Vậy thì câu số 2 dịch là khi có hỏa hoạn xảy ra thì ít nhất 20 bức tranh làm sao bị phá hủy, gồm có cả 2 bức tranh của Picasso. Vậy đấy là sẽ là 20 bức tranh vô giá. Nên câu số 2 đáp án sẽ là ý B. Câu số 3, learning English isn't so difficult once you do those. Câu số 3 dịch là học tiếng Anh sẽ không còn khó khi bạn bắt đầu học nó một cách nghiêm túc. Vậy ta sẽ có cấu trúc get down to doing something hoặc to something, nghĩa là bắt đầu nghiêm túc làm việc gì. Do đó câu số 3 đáp án sẽ là ý C. Câu số 4 là tình huống giao tiếp giữa Mark và Mai. Mark sẽ hỏi như thế nào để Mai đáp lại là in my opinion, they are very good for teenagers. Câu số 4, em sẽ xem đáp án ý A. What do you think about? Các em thân mến, khi người ta hỏi về quan điểm, người ta sẽ hỏi bằng từ what do you think about? Bạn nghĩ gì? Do đó câu số 4, đáp án sẽ là ý A. What do you think about detective stories? Bạn nghĩ gì về chuyện trinh thám? Thì Mai sẽ trả lời là theo quan điểm của tớ thì nó rất là tốt cho những bạn tuổi teen. Câu số 5 là tình huống giao tiếp giữa Anna và Sam. Anna hỏi would you mind lending me your bike? Câu số bạn An sẽ hỏi, Anna hỏi là bạn có phiền khi cho tớ mượn xe đạp không? Các em thân mến, với câu hỏi would you mind, nếu em trả lời là yes tức là có phiền. Do đó câu số 5 ý A và ý D không được, chỉ còn B và C. Trong đó B not at all nghĩa là không có gì, còn ý C từ great nghĩa là tuyệt. Do đó đáp án của câu số 5 sẽ phải là ý B. Câu số 6, they would the dogs go by air than travel by train. Các em thân mến, ở khóa 1, cô đã giới thiệu cấu trúc đó là would rather cộng với verb nguyên dạng, cộng với than, cộng với verb nguyên dạng, nghĩa là thích làm gì hơn làm gì. Nó sẽ bằng cấu trúc của prefer or would prefer cộng với verb in to verb in. Do đó, câu số 6, đáp án sẽ là ý D. Câu số 7, staying in hotel cost not renting room in dormitory for week. Câu số 7, câu này các em sẽ nhìn vào đáp án, các em sẽ thấy, nhận ra ngay, đấy chính là so sánh với số ra bộ, so sánh gấp bộ. So sánh gấp bộ nó sẽ có công thức là số ra bộ, giống như là từ halves, từ twice, từ three times. Số ra bộ đứng đầu, sau đó đến từ s cộng với much hoặc many cộng với s. Do đó câu 7 đáp án sẽ là ý B. Câu số 8, she jumped and shouted to draw Dodo to herself. Câu số 8, ta có chút draw or attract attention, nghĩa là thu hút sự chú ý. Do đó câu 8 đáp án sẽ là ý C. Cô ấy dịch là cô ấy nhảy lên và kêu la để mà thu hút sự chú ý. Câu số 9, the marriage pattern of parents play an extremely important role in the dog's marriage role of children. Câu số 9, ta có cấu trúc play an important role pass in, đóng vai trò quan trọng. Vậy các em hãy căn cứ bằng giới từ in, ta có quy tắc là sau giới từ sẽ phải cộng với một verb in. Do đó câu số 9 đáp án sẽ là ý D. Câu số 10, Johnny one of the people who I always believe do the dog's best even in the most difficult situation. Câu số 10, ta cấu trúc do hoặc try one best to do something, nghĩa là cố gắng hết sức để làm gì. Vậy câu số 10 dịch là John là một trong số những người, người mà tôi tin rằng luôn cố gắng hết sức trong những hoàn cảnh rất là khó khăn nhất. Vậy thì câu số 10 em sẽ dùng từ hit
để ứng với ngôi là zone, em sẽ dùng từ there để ứng với ngôi là people. Thì em sẽ dịch lại câu này thêm một lần nữa nhé. Zone là một trong số những người, người mà tôi tin rằng cố gắng hết sức. Vậy thì đáp án của câu số 10 sẽ phải là ý C, dùng there cho những người. Câu số 11. We just jumped in the car on the doors of the moment and drove to the seaside. Các em thân mến, ở câu số 11 cô có câu chúc on the spur of the moment, nghĩa là bất ngờ, do thôi thúc của tình thế hấp tấp bốc đồng, không có sự chuẩn bị trước. Do đó câu số 11 đáp án sẽ là ý D. Câu số 12, her beauty is the dog's compare. Câu số 12 ta có câu chúc beyond compare, nghĩa là không thể so sánh được. Do đó câu 12 đáp án sẽ là ý A. 12 dịch là vẻ đẹp của cô ấy đẹp đến mức mà không thể so sánh được, tức là rất là đẹp. Câu số 13, it is generally the dog that young people from poor social economic background tend to do less well in the education system. Câu số 13 là hình thức của bị động đặc biệt. Do đó ở vị trí của câu 13 cô cần một động từ. Ở thì động từ ở vấp P2. Do đó câu 13 đáp án thích hợp là ý D. Câu số 14, students are the dogs less pressure as a result of trust of trend in testing procedure. Câu số 14, xin mời các em hãy căn cứ bằng từ pressure. Ta cấu trúc to be under pressure, nghĩa là chịu áp lực. Vậy thì câu số 14, đáp án sẽ là ý A. Và dịch như sau, học sinh bây giờ chịu ít áp lực hơn bởi vì có sự thay đổi trong cái việc thi cử.